Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh, tuyền trung thủy, ngày giáp thân, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc mộc, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, tuyền trung thủy, kỷ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thổ hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày thân, lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tý, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Lục Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Hỏa Tai xấu đối với việc xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Lôi Công xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hình xấu mọi việc, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Tý có được tin vui về tài chính bất ngờ. Một cơ hội làm ăn hoặc là ký kết hợp đồng mới có thể sẽ xuất hiện trước mắt của bạn. Với bạn tuổi Tý đừng có bỏ lỡ, kẻo bạn lại phải hối hận về sau này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là lý do mà bản mệnh tuổi Tý cần phải đề phòng với những kẻ tiểu nhân xung quanh mình ngày hôm nay. Cũng bởi quá đố kỵ với những thành công mà bạn đã đạt được mà họ mới liên tục bày ra những mưu đồ xấu để cản bước tiến của bạn. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có được một ngày vui vẻ và bình yên bên những người thân yêu của mình. Đối với những bạn đang còn độc thân,
Trong ngày này, có được cơ hội gặp gỡ những mối nhân duyên mới và có thể một trong số họ sẽ là trở thành một nửa mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm được nhân duyên của định mệnh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, gia đình hòa thuận, yên ấm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nghỉ ngơi và quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhận được tin vui về tài chính bất ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đề phòng có kẻ tiểu nhân bày mưu cản bước tiến của bạn đi tới thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 29, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày nhận được nhiều lời khen ngợi của cấp trên và đồng nghiệp, bạn bè khi bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn không ngần ngại tiếp nhận những công việc mới hay là đứng xa xử lý những vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Năng lực của bạn được khẳng định một cách chắc chắn, chẳng ai có thể chối cãi được điều đó. Và với bạn tuổi Sửu, hãy cứ tự tin tiến tới cái đích thành công của mình đi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Bạn và người ấy đang xích lại gần nhau, cả hai dành nhiều thời gian để cùng nhau chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe thấu hiểu những vấn đề xảy ra trong cuộc sống để cùng tìm cách giải quyết tốt nhất. Đó là nền tảng của một tình yêu bền vững nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, không ngần ngại khi đứng trước những khó khăn, thách thức. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, sự thấu hiểu kéo gần khoảng cách giữa hai bạn, tình yêu ngày càng thêm bền chặt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, sự động viên khuyến khích của bạn có thể sẽ giúp ích cho ai đó trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, khẳng định được năng lực và vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tự tin nhưng đừng tự kiêu, ngạo mạn, thành công sẽ đến với bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 47, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Dần có được nhiều may mắn về tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Dần sẽ nhận được một khoản thu nhập phụ kha khá từ ngày tay trái hoặc có thể nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ những người thân hay là bạn bè. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có một vài vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ xã giao của bạn ngày hôm nay. Ai cũng có chính kiến riêng của mình, vì vậy với bạn tuổi Dần, việc bất đồng ý kiến là điều khó tránh khỏi, chỉ cần bạn bình tĩnh để lắng nghe và suy xét cho kỹ càng trước khi đưa ra nhận định của bản thân thì mọi việc sẽ sớm có kết quả tốt mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Chẳng những xung đột liên tiếp xảy ra mà với bạn tuổi Dần
tính tình nóng nảy vì không kiểm soát được cảm xúc của mình mà buông ra những lời nói gay gắt làm tổn thương nửa kia. Nếu như bạn không sửa đổi tính cách này thì e rằng người ấy sẽ chẳng thể chịu đựng được bạn lâu nữa đâu. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, vận may về tài lộc tới. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã giao không mấy hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, thu lợi từ những nghề tay trái. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tranh cãi chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa các cặp đôi càng ngày càng xa cách. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, suy nghĩ kỹ càng và cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tử Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu sẽ nhận được nhiều tin vui về tiền bạc khi bạn đang gặp được ngày của chính tài trợ mệnh. Trong ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán, nhờ có được sự hỗ trợ của các thần này mà có được cơ hội ký kết những hợp đồng mới, mở rộng quy mô kinh doanh. Và trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương cũng cảm thấy hài lòng với thành quả mà mình đã đạt được, thu nhập của bạn cũng vì thế mà có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Với bạn tuổi Mão, bạn luôn giữ vững tinh thần chăm chỉ và cầu tiến trong công việc thì cái việc tăng lương, thăng chức với bạn sẽ chẳng quản xa nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này làm cho bạn gặp không ít khó khăn, trở ngại. Với những hiểu lầm liên tiếp nảy sinh, đôi bên chẳng thể nói ra những suy nghĩ ẩn giấu ở trong lòng, khiến cho cuộc chiến tranh lạnh cứ âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Bạn tuổi Mão, bạn và người ấy cần phải ngồi lại và chia sẻ cùng nhau để được thông cảm và thấu hiểu nếu như bạn vẫn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ này. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhận được tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hiểu lầm cần phải được hóa giải trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, giữ vững tinh thần chăm chỉ, cầu tín, thành công sẽ tới. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, nghệ thuật, dịch vụ có được cơ hội thể hiện năng lực của mình trong ngày hôm nay. Và đây là thời điểm để cho bạn ghi điểm trong mắt những người xung quanh, đặc biệt là đối với những người làm lãnh đạo, quyền cao chức trọng. Chưa kể, với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí Thìn phù trợ. Cái điều này cũng khiến cho các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Bạn tuổi Thìn, bạn là người tốt bụng, chẳng ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ những người khác. Cứ thế sẽ được mọi người hết mực yêu mến và tôn trọng. Và ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Thìn, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người bạn mới.
và có thể bạn sẽ tìm thấy được một nửa tâm đầu ý hợp với mình qua những cuộc trò chuyện bất ngờ đó. Bạn cũng cần phải mở lòng mình hơn để đón nhận tình yêu đi thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa khẳng định được năng lực, vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ không ngần ngại giúp đỡ người khác, được mọi người tán thưởng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, tập trung làm tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, mở rộng tâm tư, đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, cơ hội để cho bạn thể hiện năng lực của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 99, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bà tuổi Tỵ đang chịu ảnh hưởng không nhỏ của những lời bàn tán ra vào của mọi người. Đây chính là món bài của những kẻ tiểu nhân đứng đằng sau đặt điều, nói xấu, bôi nhọ danh tiếng của bạn. Và chẳng gì có thể chứng minh được sự trong sạch của bạn bằng chính những hành động thực tế của bạn. Những sự thật hiện hiện ở đâu, bạn hãy cứ sống thật tốt và làm tốt nhiệm vụ, công việc của mình để cho những kẻ xấu không thể tìm ra kẻ hở mà ký sinh trên sự thành công của bạn được. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày Tỵ thân lục hợp. Bạn là người thông minh và cũng sớm biết được cách để làm cho mọi việc trở về đúng với quỹ đạo của nó sau khi phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại. Con đường tiến tới thành công của bạn dù dài hơn một chút, xa hơn một chút, nhưng chỉ cần bạn luôn kiên trì, sáng tạo, sáng suốt thì tương lai sẽ chẳng phụ bạn đâu. Bạn tuổi Tỵ trong ngày này cũng nên tránh xa các cuộc tranh cãi bởi bạn đang gặp ngày có ngũ hành, họa kim xung khắc. Chỉ cần bạn thêm một vài câu nói cũng có thể khiến cho tình hình trở nên căng thẳng, phức tạp hơn rất nhiều nữa. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tránh xa các cuộc tranh cãi, kẻo lại đổ thêm dầu vào lửa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, làm tốt công việc của mình, không lo kẻ xấu đặt điều sau lưng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, thị phi bỏ vây, bạn cần phải tỉnh táo để xử lý vấn đề. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nhanh chóng tìm ra cách để tháo gỡ những khó khăn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nên kiên trì và sáng suốt là chìa khóa tiến tới thành công. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 85, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ khó thoát khỏi những buồn đau, sầu muộn trong ngày hôm nay. Đối với những bạn đang còn độc thân, mãi chẳng thể tìm kiếm được bến đỗ cho mình, sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn của bạn cả ngày. Ngày này, đối với những bạn đã có đôi có cặp, cũng chẳng thể có được một ngày vui vẻ vì những bất đồng cứ mãi liên tiếp diễn ra, chẳng ai chịu xuống nước và nhận thua thiệt về mình. Ai cũng khăng khăng giữ cái tôi riêng của mình. Cái vết rạn nứt sẽ càng ngày một lớn hơn nếu như hai bạn không hóa giải những mâu thuẫn ngay bây giờ. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, cái chuyện tình cảm của bạn không được suôn sẻ như ý muốn, nhưng may thay với bạn lại đang có được chính quan trợ mệnh, cho nên công việc của bạn
lại có được không ít tin tức tốt lành. Những dự án triển khai theo đúng như kế hoạch, những kết quả bước đầu đang dần được lộ ra chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra bấy lâu nay. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tâm trạng buồn bã, chán nản bao trùm cả ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi xung đột, tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thành quả cho những nỗ lực dần được hé lộ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, cảm nhận nỗi cô đơn bủa vây. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang có điểm báo sẽ phải xử lý không ít những rắc rối trong công việc phát sinh bất ngờ ngày hôm nay. Và nhờ vào tài trí và thực lực sẵn có của bạn, những vấn đề này chẳng thể nào làm khó bạn được khi bạn đang có được chính ấn chiếu mệnh tương trợ cho bạn như ngày hôm nay. Bạn mệnh nhanh chóng tìm ra cách giải quyết phù hợp, từ đó nhận được cái nhìn đầy thiện cảm của cấp trên và những người lãnh đạo. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn tuổi Mùi với các thành viên trong gia đình trở nên được hòa hợp hơn. Không khí gia đình càng ngày càng vui vẻ, đầm ấm, khiến cho bạn cảm thấy quá đỗi hạnh phúc nữa. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021 dương lịch, tức là ngày 25 tháng 4 âm lịch, thiêu hải thượng lạn ông, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy bản mệnh tuổi Mùi trong ngày hôm nay nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gia đình trên dưới hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, được cấp trên và đồng nghiệp coi trọng năng lực. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nhiều vấn đề phát sinh cần phải xử lý. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, lứa đôi hạnh phúc, thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, chăm chỉ giao lưu, gặp gỡ sẽ tìm thấy được một nửa của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 38, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân á, xem tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn đối mặt với những mâu thuẫn liên quan tới vấn đề tiền bạc trong gia đình. Không ai muốn mình phải chịu thiệt, cho nên ra sức chia bè kết phái, đùn đẩy trách nhiệm hay là tranh giành quyền lợi, tài sản. Và trong ngày này, tiền bạc và danh lợi có thể lột bỏ bộ mặt thật của những kẻ tham lam, ích kỷ một cách rõ ràng như thế nào? Liệu bạn có thể hóa giải được những vấn đề khúc mắc này hay không? Và trước hết với bạn tuổi Thân, bạn hãy trở thành chất xúc tác để gắn kết các thành viên lại với nhau. Chỉ có đoàn kết mới mong mọi việc được giải quyết trong êm ấm được mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cần phải quan tâm tới vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi không khoa học có thể ảnh hưởng tới cơ thể, tăng nguy cơ mắc các bệnh hoặc là tái phát các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa, ảnh hưởng
trầm trọng tới vấn đề sức khỏe của bạn nữa nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tiền bạc danh lợi sẽ giúp cho bạn nhìn ra những kẻ xấu xa, tham lam, ích kỷ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đoàn kết mới mong hóa giải được những xung đột. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Hỏa, chế độ ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tranh cãi mâu thuẫn về tiền bạc trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cần phải quan tâm tới vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 55, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang có điềm báo, cần phải cẩn trọng trước những khuôn mắt dòm ngó tới túi tiền của bạn trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với những lời mời gọi ngọt ngào có thể là cái bẫy mà kẻ xấu bụng răng sẵn chỉ chờ bạn sa vào mà thôi. Vì vậy với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải tỉnh táo, đừng có thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua những rủi ro đằng sau. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày Dậu Thân tam hội. Bạn đang có được vận quý nhân giúp đỡ, nhờ vận quý nhân mà công việc của bạn được thuận lợi không ngờ. Bạn xây dựng và duy trì được những mối quan hệ xã giao hài hòa chính là một trong những bí quyết để cho bạn có thể sải bước dễ dàng trên con đường tiến tới thành công. Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi, may mắn và suôn sẻ. Hướng xuất hành tốt đó là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần phải cẩn thận kẻo lại bị kẻ xấu dòm ngó túi tiền. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, công việc thuận lợi suôn sẻ không ngờ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tỉnh táo khi đứng trước những cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, sức khỏe luôn là ưu tiên quan trọng nhất. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 46, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tuất có được một ngày ngập tràn tiếng cười, các thành viên trong gia đình cùng trò chuyện và chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống, mọi người cùng thông cảm thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi Tuất, đối với những bạn làm nghề tự do, nghệ thuật, dịch vụ thì cuối tuần có thể nhận được sự tán thưởng của mọi người về tài năng của mình khi bạn đang gặp được thiên ấn độ mệnh. Sự linh hoạt và nhanh nhạy của bạn trong cách xử lý tình huống khiến cho mọi người phải nể phục. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành Tuất Dậu tương hội, cái điều này khiến cho người đối diện với bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đó chính là lý do bạn tuổi Tuất luôn là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện. Sự gần gũi và tự tin là vũ khí bí mật mà không phải ai cũng có được. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, một vài vấn đề phát sinh nhưng không làm khó được bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, chia sẻ để thêm thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất
thuộc mệnh kim, gần gũi và tự tin là chìa khóa để nắm giữ các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nhạy biến trong cách xử lý vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Hợi chẳng phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tiền bạc chẳng lo thiếu, với bạn tuổi Hợi thoải mái trong việc chi tiêu mà không đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên á, tiền có nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày tiêu tán hết. Vì vậy với bạn tuổi Hợi, đừng bỏ qua việc lên kế hoạch tiết kiệm để đề phòng cho những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Ngày này với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày cũng ngũ hành, thân hợi tương hại. Cái điều này sẽ làm cho bạn phải nghe không ít những lời gièm pha, nói xấu. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn ghen tức, đố kỵ với những gì mà bạn đang có. Chúng liên tục bày ra những chiêu trò nhằm hạ bệ bạn mà thôi. Và với bạn tuổi Hợi, bạn đừng sợ hãi, hãy cứ là chính mình, đứng trên đôi chân của mình. Bạn sẽ tự mình vượt qua được tất cả mà không cần tới sự trợ giúp của ai cả. Mọi hiểu lầm đều sẽ sớm được xóa bỏ mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, chi tiêu hợp lý, nếu không tiền bao nhiêu rồi cũng sẽ hết. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, kẻ tiểu nhân đặt điều, nói xấu sau lưng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy nhớ là tiết kiệm, đề phòng cho các trường hợp khẩn cấp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm đôi bên bền chặt, thắm thiết hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 57, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.